Nhắc đến năng lượng hạt nhân, mọi người sẽ nghĩ ngay đến thứ gì đó rất nguy hiểm. Vì chúng ta đã bị ám ảnh bởi các thảm họa, ví dụ như nổ nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, Nhật Bản, vào năm 2011, việc này đã gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng đến tính mạng và cuộc sống của hàng nghìn người. Nhưng đây được xem là dạng năng lượng sạch, hiệu quả và tương đối an toàn. Nếu bạn không tin, thì đây là ba lý do khiến chúng ta nên tiếp tục sử dụng năng lượng hạt nhân. Lý do thứ nhất, năng lượng hạt nhân sẽ cứu sống rất nhiều người. Nghe có vẻ vô lý, nhưng đó là sự thật. Trong năm 2013, một nghiên cứu được tiến hành bởi NASA thống kê rằng năng lượng hạt nhân đã giảm thiểu khoảng 1,8 triệu người chết từ năm 1976 đến 2009. Thậm chí, nếu bao gồm số người chết từ hai thảm họa hạt nhân ở Ukraine và Nhật Bản, thì năng lượng hạt nhân vẫn xếp cuối cùng trong thống kê số người chết trên một đơn vị năng lượng được sản xuất. Mặc dù chất thải hạt nhân rất độc hại, nhưng nó thường được lưu trữ ở đâu đó để các chất phóng xạ phân rã theo thời gian cho đến khi hết nguy hiểm. Trong khi đó, chất thải bởi các nhiên liệu hóa thạch như than đá và dầu mỏ thì được thải trực tiếp ra ngoài không khí mà chúng ta hít thở hàng ngày. Vì vậy, chỉ cần giảm lượng nhiên liệu hóa thạch bị đốt cháy, vô số người sẽ không chết vì ung thư, các bệnh về phổi và tai nạn trong các hầm mỏ khai thác. Giữa việc lưu trữ những chất thải nguy hiểm ở một nơi an toàn nào đó và việc xả rất nhiều khí thải độc hại vào bầu khí quyển, thì lựa chọn đầu tiên có vẻ hợp lý hơn. Nhưng chúng ta vẫn cảm thấy năng lượng hạt nhân nguy hiểm hơn, vì những tai nạn hạt nhân khủng khiếp trong lịch sử đã khắc sâu vào trí nhớ chúng ta. Còn than đá và dầu mỏ thì âm thầm lặng lẽ phá hủy môi trường và sức khỏe của con người. Việc này cũng giống như chúng ta so sánh tỷ lệ người chết giữa tai nạn máy bay và các tai nạn giao thông khác. Những sự cố liên quan đến hạt nhân và máy bay có một điểm chung, đó là tin tức rất nhanh được truyền đến công chúng và gây ra cảm giác lo sợ. Bởi vì mọi người quan tâm đến số lượng người chết trong một vụ tai nạn hơn là tỷ lệ xảy ra tai nạn đó. Lý do thứ hai, năng lượng hạt nhân làm giảm lượng khí thải nhà kính. Theo thống kê, từ năm 1976, khoảng 64 tỷ tấn khí thải nhà kính đã không thải vào môi trường nhờ vào năng lượng hạt nhân. Và vào giữa thế kỷ 21, con số đó tăng lên khoảng 80 đến 240 tỷ tấn. Mức tiêu thụ năng lượng của con người đang ngày càng tăng. Chỉ riêng Trung Quốc đã đốt khoảng 4 tỷ tấn than mỗi năm, bởi vì than rẻ, tương đối dồi dào và dễ sử dụng. Nói đến đây, nhiều bạn sẽ thắc mắc, tại sao không sử dụng các dạng năng lượng sạch khác như năng lượng gió và mặt trời? Tuy năng lượng đến từ gió và mặt trời cũng không thải ra khí nhà kính, nhưng hiệu quả đem lại thì rất thấp. Những nguồn này không thể cung cấp năng lượng liên tục, nhất là vào ban đêm không có nắng hoặc những lúc không có gió. Muốn cung cấp năng lượng liên tục thì phải sản xuất thêm các loại pin và ắc quy tích trữ năng lượng. Việc này đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn. Việc sản xuất pin và ắc quy hàng loạt cũng sẽ tiêu tốn rất nhiều tài nguyên. Hơn nữa, khi pin đã hết hạn sử dụng mà không xử lý đúng cách, có thể gây ô nhiễm môi trường và nguồn nước. Vậy nên, so với các dạng năng lượng khác, thì năng lượng hạt nhân hiệu quả và sạch hơn rất nhiều. Lý do thứ ba, công nghệ đang ngày càng phát triển. Có thể công nghệ phát triển sẽ giải quyết các vấn đề về chất thải hạt nhân và các nhà máy điện nguy hiểm. Hầu hết, các lò phản ứng hạt nhân ngày nay sử dụng những công nghệ đã lỗi thời. Bởi vì công nghệ hạt nhân đã ngừng phát triển từ thập niên 70 do các vụ thảm họa. Và thật ra, nguyên nhân chính dẫn đến các thảm họa đó đều do sự bất cẩn của con người. Nếu không thì hiện nay, có lẽ công nghệ hạt nhân đã rất phát triển. Có những mô hình, ví dụ như lò phản ứng quặng thorium, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề hiện nay. Thorium rất dồi dào và hầu như không thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân. Cũng chính vì lý do này, nên uranium sẽ chiếm lợi thế hơn trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân. Vì thorium quá an toàn, nếu sử dụng sẽ ảnh hưởng đến lợi ích quân sự. Lò phản ứng thorium ít lãng phí hơn gấp 2 lần so với các lò phản ứng hiện tại. Chất thải ra cũng chỉ gây nguy hiểm khoảng vài trăm năm, ít hơn rất nhiều so với uranium. Một tấn thorium ước tính có thể cung cấp được một nguồn năng lượng bằng với 200 tấn uranium hay 3,5 triệu tấn than. Tuy nhiên, lò phản ứng quặng thorium có quy trình rất phức tạp và đòi hỏi công nghệ kỹ thuật hiện đại. Hiện nay, Trung Quốc đang xây dựng thử nghiệm lò phản ứng thorium gần rìa sa mạc Gobi. Nếu lò phản ứng hoạt động, đây có thể là cột mốc quan trọng nhằm tạo ra lựa chọn thay thế hiệu quả và an toàn hơn các dạng năng lượng hạt nhân thông thường. Không thể phủ nhận, sử dụng năng lượng hạt nhân cũng sẽ tiềm ẩn rủi ro, như nổ lò phản ứng sẽ gây ra hậu quả rất nghiêm trọng. Hơn nữa, chúng ta không biết những lò phản ứng ở ngoài thì cung cấp năng lượng, bên trong có tiếp tay cho việc sản xuất vũ khí hạt nhân hay không. Cho nên, nếu chúng ta làm chủ được công nghệ, xử lý chất thải hạt nhân đúng cách và giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, thì trong tương lai, có thể năng lượng hạt nhân sẽ thay thế các dạng năng lượng khác mà chúng ta đang sử dụng. Giải quyết được các vấn đề hiện tại như ô nhiễm môi trường, nóng lên toàn cầu và cạn kiệt nguồn tài nguyên. Bạn nghĩ sao về năng lượng hạt nhân? Có nên nghiên cứu và sử dụng chúng không? Hãy cho tò mò biết trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo.